trời lớn mưa rồi, chạy khó xả luôn. Bây giờ là không còn chỗ nào chống hết trơn, mưa ướt đồ đó ngập luôn rồi kìa. Hôm nay thì trời mưa rồi, anh em đang đến thăm cái hoàn cảnh của chị Thúy, 36 tuổi, sống như các mồ mồ để có gia truyền, công nghiệp. Nửa đêm chạy. Như nhà trọ là chị mướn là 800 ngàn một váy hả chị? Dạ. Lúc trước chị mướn nhà trọ được bao nhiêu ngày? Được 2 tháng. 2 tháng hả? Và bây giờ là cũng đang mong muốn là có tiền để mà mướn nhà trọ đúng không? Bây giờ là sống chưa có ai, người ta cần người làm có chị, bảo như thành phố chị đi không? Có nghề đi bật công ty giày dép hay là bật một cái gì đó được không? Nhưng mà nếu mà xa chồng xa con thì đi được không? Không. Không hả? Được. Thì là mình làm mình có tiền, lâu lâu mình về mình thăm. Cái vấn đề đó là chưa nghĩ tới hả? Bây giờ chị có thể suy nghĩ không? Là có nghĩa bây giờ ví dụ như ở trên thành phố đi, có người mà muốn tạo công ăn việc làm cho chị, thì chị có thể nào lên thành phố làm được không? Bọn em cố gắng tạo điều kiện xem có ai cần người làm á, bọn em giới thiệu cho chị. Từ từ suy nghĩ hả? Dạ, có nghĩa là giờ cũng chưa quyết định được đúng không? Dạ. À. Chị ngồi quay mặt ra đây được không chị? Quay quay người ra đây. Đúng rồi, thấy quay mặt cả tụi em. Đấy, giờ thấy với cái nón không ạ? À? Thấy chị cũng khá là hiền lành chứ không phải là... Lành. Hỏi nón ra đây chị. Như những người mà bọn em gặp mà sống ở trong cái địa này, một là nghiện ngập, hai là ví dụ như thế là vô gia cư, ba nó là giống kiểu đập đá nào kia đó. Nhưng mà riêng chị á, thì em thấy hoàn cảnh của chị á, là gọi là không phải là vì những cái đó mà phải ra đây, mà chỉ là vì do cuộc sống xô đẩy chị phải ra đây thôi. Cho nên là rất thông cảm cho chị. Có một cái nỗi khổ gì đó mà chị không có thể tiện chia sẻ cho anh em biết, cho nên là cũng mong mọi người thông cảm. Thì nói chung là bây giờ chị mong sao chia sẻ lên để có ai giúp đỡ cho chị được. Thứ nhất là có công ăn việc làm, thứ hai nữa là có ví dụ như một chút gì đó để em mướn cái nhà trọ để ở vào ổn định cuộc sống, để cho chị có thể đi làm được và có tiền để lo cho con chị đang đi học. Đứa lớn nhất học lớp mấy chị nhỉ? Lớp 9 hả? 3 năm nữa là học cấp 3 rồi. Thì bây giờ cái gánh nặng về ba đứa con này cũng là khá là nặng nếu như chị không đi làm. Trong khi đó thì chồng của chị thì chỉ là giống kiểu là đi làm, là ai muốn đi làm đấy thôi, chứ không có một cái công việc ổn định. Mà trong khi đó thì chị, giờ chị ở ngoài đây thì công việc của chị cũng không có và cũng không làm được thu nhập, cho nên là thấy cái tình cảnh của chị cũng khá là thương. Nói chung là anh em tới đây chia sẻ thì cũng mong sao là có người thương và giúp đỡ cho chị một số vốn bán vé số này, hay là ví dụ như thế là có nhà trọ ở này, hay là có công việc làm. Và như là lấy bạn Nguyễn thì bạn ấy có giúp cho chị để lấy cái căn cước ra rồi, thì trong đó cũng còn dư một tí chút. Một lát nữa thì em cũng có một tí em gửi cho chị, thì chị xem cái số đấy có đủ tiền để chị lấy 50 tờ vé số hay không. Nếu đủ thì chị lấy 50 ngàn vé số thì đi bán cũng được ha. Thì cái này cũng là tấm lòng của em gửi cho chị 500 ngàn ha, là bắt đầu là chị trả cho người ta 200 mấy rồi, là còn lại 700 mấy thì chị có thể là lấy 50 tờ và bán số trước. Còn ví dụ như ngày mai mà bán được hơn thì mình gộp vô mình lấy thêm 60 tờ, ví dụ vậy ha. Thì tạm thời cứ như vậy đi, thì mình cứ lấy một ít để mình bán để mình kiếm tiền ăn hàng ngày đã. Chứ còn bây giờ mà mình lấy luôn cả một cục thì bây giờ nhớ mày bán ế hay như thế nào, có vấn đề gì xảy ra thì mình lại không có ai mình bù vô ha. Và anh em có được không mà cứu giáo đời có biết chuyện gì chứ. Dạ, nói chung là thấy qua tiếp xúc thì thấy chị Thúy cũng khá là người, không phải là người gọi là thật thà đi, nói chung là đại loại là gặp một người thật thà, cho nên là cũng muốn tạo điều kiện để cho chị có vươn lên, chị bán vé số để chị có thể nuôi sống bản thân mình được ha. Và khi mà làm nhiều tiền ra thì có thể là phụ chồng nuôi con nha chị nha.
Ủa, nhặt được một cái. Nó bay. Ông bà đòi à? Ông bà đòi. Ông sao lại ông ăn? Bệnh đấy không giờ rồi. Không có tiền ăn hả chị? Không có tiền ăn. Không có ăn đâu trời ơi. Chịu khó mà ăn vô nha, đừng có tiết kiệm quá là ốm là nằm đấy là. Tiền nó gửi cho con biết chơi nó ăn. Mà là chị sống tình cảm. Đúng vì cái tuổi này nó vậy. Dồn đưa hết cho con rồi lấy tiền đâu mà ăn. Cái tuổi này nó vậy đó. Mấy cái câu chuyện của chị cũng khá là tò mò tại vì chị rồi tâm sự để chia sẻ đó. Bởi vì không có sẻ nào anh em xem vô được. Nhiều khi khán giả đã nói là tại sao mà chị thật lòng vì gia đình của chị nên ta giúp, nhưng mà thật sự cũng biết chị cũng có một cái số cái nỗi khổ chị không có tiền nói ra. Nhưng mà mẹ thì phải lo cho con là cái chuyện bình đương nhiên rồi đúng không? Nhưng mà nhớ là ăn vô đừng có tiết kiệm quá nha. Ví dụ như mua gạo, mua đồ, thứ mà ăn, lâu lâu cải thiện đi. Cũng đừng có tiết kiệm quá để gửi hết cho con rồi đến lúc mà mình không có tiền mình ăn đâu nha. Mình đi làm có tiền rồi mình gửi cho con sau cũng được. Cái chuyện mẹ lo cho con thì không ai cấm, nhưng mà mình phải lo cho bản thân mình. Để mình khỏe thì mình mới có thể là mình lo cho con mình được ha. Mấy hôm mà anh em đi khám bệnh với chị đó thì cũng có thuốc rồi, chị uống mấy hôm mà như hai nào sau à chị? Chịu thuốc ha. Đỡ không? Ba lần mà giờ mới dùng lại chắc có thể là một chén. Ồ, vậy cũng mừng cho chị ha. Mà tới đầu tuần đi tới khám thì em không biết sao đó. Đầu tuần chị tới khám hả? Dạ. Tới khám ở đâu? Bệnh viện huyện. À, bệnh viện hiện nay thì tái khám thì cũng đâu bao nhiêu tiền đâu, một lần khám bao nhiêu tiền? Ừ, đây đó, đi về 50 ngàn đó. Ờ, đi về 50 ngàn thôi. Tiền thuốc thì không có, như là bảo hiểm thanh hết. Ờ, thì có 50 ngàn thôi mà. Đâu có nhiều đâu. Thì chị bán vé số, chị trích ra 50 ngàn, chị đi xe ôm ra đấy, chị bán vé số. Còn không, ví dụ chị đi bán vé số rầm rầm ra ngoài đó, chị khám xong chị đi về. Sao em đi không nổi, đi xa em đi không nổi. Ờ, đi không nổi. Còn bây giờ nếu mà bán vé số thì chị bán ở đâu? Chị bán rầm rầm khu vực này thôi. Rầm rầm khu vực này thôi, chứ không có đi xa được. Cho đó là mua xe đạp chạy, xe đạp rẻ tiền thôi. Xe đạp cũ bây giờ 30 ngàn. 300. Nhưng mà cái tình cảnh của chị cũng khá là thương và cũng như là bi đát. Một mình sống ở trong cái khu nhà mồ mà trong cái đó thì phải lo cơm áo có tiền rồi lo cho con nữa. Này mình thấy trời mưa này, mưa trời đen thui luôn này. Trong đó thì chị thử suy nghĩ cái vấn đề mà ví dụ như thế là lên thành phố làm thử đây nha. Nếu mà bọn em chia sẻ là có ai mà cần người làm thì người ta sẽ gọi cho chị ha, hoặc là bọn em sẽ liên hệ với chị và đưa chị lên đó nha. Bây giờ hiện tại bây giờ bốn anh em đứng ở đây là mưa lắng tạt một người, nhưng mà chị ăn ngủ ở đây 3 tháng rồi luôn. Có đêm nào mưa gì không ngủ được miếng nào không? Có hả? Tới đây mình đứng đây là ngay chân luôn rồi. Phía kia có gì đậy không? Bỏ tiền chắc đi, bỏ túi đi. Đồ bên kia có ai? Có chuyện túi đi rồi lo cái ướt kìa. Một
cũng lựa lấy đồ rồi. Trời ơi. Không nhỉ nghe luôn. Quá trời lớn mưa rồi. Nó chảy khó xả luôn. Bây giờ là không còn chỗ nào trống hết trơn mưa, ướt đồ đó ngập luôn rồi kìa. Giờ không có chỗ nào hết trơn, giờ mới mời chỉ đi qua bên kia uống nước nói chuyện rồi. Đi đi thế hay qua anh đón nước với tụi em đi. Bây giờ phải kêu chị qua đây ngồi uống nước chứ giờ bên đó không còn chỗ nào hết trơn với cái gì. Không còn một chỗ nào giống luôn. Thôi chị ngồi đây chị. Chị ngồi đứng đó đi. Trời ơi. Không có chỗ nào để mà mấy anh em không chỗ ngồi luôn. Mà mưa lớn quá. Nay nè trở lại thăm chị Thúy, trời mưa là quá lớn luôn, mưa không còn chỗ nào. Rồi cái đồ nó ướt rồi, tối sao chỗ chị ngủ? Dân giỏng hả? À, lại cái chỗ giỏng ta hả? Nghiệp giỏng. Thân mình lên. Ở đó có chuyện gì xảy ra sao chị la người ta nghe được chị đi? Ở đó ban đêm ban hôm là có ai người ta vô không? Có lần nào mà đêm hôm có người vào không? Không. À, lúc trước là không ai biết. Nhưng do mấy thằng mới quay như thế nào người ta mới biết. Không có người xỉnh xỉnh như Nguyên là chị đề phòng nha. Có gì chị la chị chạy nha. Đi nhà mà thấy là một người phụ nữ ngồi trong cái địa mà trời đời cái mũ nó trùng trùng đó thôi chứ chắc chết rồi đấy. À. La làng luôn hả? Cái nào kêu như bộ đồng trắng đi. Cái nào kêu như bộ đồng trắng. Làm cái bộ đồng trắng ngồi đấy là ai đi ngang qua chắc là bó tim rồi đấy. Thử suy nghĩ coi lên thành phố làm đi được rồi bọn em mà hỏi việc cho hả? À, suy nghĩ đi nha, nếu được phải lên trên đó bọn em xin việc cho làm. Nhưng rồi bắt đầu là năm số ngàn đấy là một phải tập tật nhiều khi cả tuần mới làm được rồi, tiền đâu mà ăn trời. Mua mì á hả? À, mì gói mì bây giờ cũng là năm số ngàn, là một tuần mà làm được có gói mì à. Một tuần là chỉ đủ tiền mua cái mì thôi. Và bây giờ chị còn mong muốn gì nữa không? Có gì mong muốn hay chị có cái suy nghĩ gì chị có thể nói chia sẻ bọn em không? Mình mong muốn cuộc sống mình sau này như thế nào? Và chị mong có chỗ ăn chỗ ngủ, có chỗ để bán cái số để nuôi con thôi đúng không? Nói sáng lên hy vọng là mọi người thương giúp đỡ cho chị số vốn nữa để mướn nhà ha. Rồi bắt đầu là lần sau có dịp nếu có ai giúp thì bọn em ghé bọn em thăm rồi mướn nhà cho chị ha.